Bây giờ đến cách xếp bát, cách cắm đũa, anh cũng phải đi hỏi thầy bói. Em thấy anh mê tín quá rồi đấy. Kiểu gì thì anh cũng là của tôi thôi. Phải tìm mọi cách để khắc cái tinh, càng để lâu, vận đen sẽ tích tụ càng nhiều. Con không thể nào chết được ạ, còn tiền tài của con nữa. Bây giờ chỉ có một cách. Cô ta là khắc tinh của tôi, nên không thể nào đẻ cho tôi một đứa con trai. Anh đã đuổi hai mẹ con nhà kia đi rồi. Em hãy xua tan tà khí, rước lộc vào nhà cho anh nhé. Trời đất ơi, anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, chăn ý là phải giải hết cả ra. Em cứ gấp lại làm cái gì, em phải kiêng chứ. Em thấy anh cẩn thận quá rồi đấy, cũng chỉ là cái chăn thôi mà. Có thờ có kiêng, có thiêng có lành, cẩn thận có phải hơn không? Thầy dặn như thế nào thì cứ làm theo như thế, em cầu nhau làm cái gì? Nhưng mà có những thứ không nhất thiết phải cẩn thận đến mức như thế. Bây giờ đến cách xếp bát, cái cắm đũa, anh cũng phải đi hỏi thầy bói. Em thấy anh mê tín quá rồi đấy. Em thì biết cái gì mà nói. Này nhá, nhờ có mấy cái bùa mà độ vía của thầy, rồi thầy dặn phải kiêng cữ, thì nhà mình mới khấm khá lên được như thế này. Thế em nghĩ là tiền ở trên trời rơi xuống à? Em suốt ngày ở nhà ấy, rồi chả biết một cái gì cả. Thôi được rồi, lần sau em sẽ nhớ. Anh đi ra ăn sáng đi, không nguội hết thức ăn đấy. Mà này, em đi thay ngay cái áo vàng cho anh biết chưa? Phải là áo vàng. Áo này nhá, rất đen đủi, được chưa? Sao đâu? Có chuyện gì thế anh? Em nhìn đi. Đây là cái gì? Anh đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi, là đồ ăn không được để trên đĩa cơ mà. Không được để bất kỳ một cái thứ gì trên đĩa cả. Em phải để vào trong bát. Bát thành nó rất cao, độ trung lại sâu thì mới giữ được của. Em nhớ chưa? Em xin lỗi, em quên mất. Để em đi đổi cho anh. Còn đây nữa, em nhìn đi. Đây là cái nước gì? Anh không bao giờ uống nước lọc. Anh chỉ uống nước có màu vàng, màu nâu và màu cam. Anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa thì em mới nhớ. Hôm nay nhà hết nước cam rồi, cho nên là em mới lấy tặng nước lọc. Anh uống một hôm thì có làm sao đâu. Thế tiền mà anh đưa em hàng tháng không đủ nổi để mua cho anh cốc nước cam à? À, hay là em cố tình chơi xỏ anh để anh gặp vận đen đủi đúng không? Em không có ý đấy. Thôi được rồi, để lát em đi mua. Có mỗi mấy cái việc nhà đơn giản thôi mà không làm được. Mà này, sao em để lọ hoa trên bàn ăn? Mang đi chỗ khác. Mẹ ngồi nghỉ đi nhá. Bình thường con ạ. Mà con ơi, từ ngày hai đứa chuyển về nhà mới, hôm nay cũng là lần đầu tiên mẹ đến đấy. Mà nhà đẹp quá con ạ. Anh Long đi xem bói, người ta bảo nhà cũ phong thủy xấu quá mẹ ạ. Mà tìm mãi mới chọn được căn này đấy. Thế chuyện hai vợ chồng con bây giờ như nào rồi con? Vẫn thế thôi mẹ ạ, không có gì thay đổi cả. Thế có chuyện gì ạ? Kể cho mẹ nghe đi con. Thì cũng có, nhưng mà chuyện không có gì to tát đâu. Con không muốn mẹ lo lắng, với cả con cũng đang tìm cách giải quyết rồi. Mà mẹ thấy hai đứa cưới nhau hơn 2 năm rồi mà vẫn chưa thấy có con. Thế hay là tình cảm có vấn đề à? Mà con đã đi khám chưa? Bác sĩ bảo thế nào? Con thì không có vấn đề gì cả, nhưng mà không hiểu sao mãi con vẫn không dính bầu được. Chứ còn chuyện của vợ chồng con là chuyện khác cơ. Sao mẹ ở đây ạ? Mẹ lên đây mẹ thăm hai vợ chồng con. Má mẹ đi làm về sớm đi ạ? Thôi, mẹ ngồi chơi đi ạ. Con đang giải quyết công việc đã. Thôi mẹ đừng buồn. Không phải là anh ấy không muốn mẹ lên đây thăm đâu. Bình thường cách cư xử của anh ấy cũng xa cách như vậy, nên là mẹ đừng nghĩ nhiều nữa. Ừ, mẹ không sao đâu con ạ.
Chắc là tại mẹ lên đây đột ngột quá, đâm ra là hai đứa không thấy thoải mái đúng không? Mẹ này, mẹ lại nghĩ nhiều quá rồi đấy, không phải như vậy đâu. Thầy ạ? Dạ vâng, thầy nói chuẩn quá. Con vừa mới về đến nhà, gặp ngay bà mẹ vợ ở quê lên chơi mà không báo trước, mà tuổi của bà ấy lại khắc tuổi con ạ. Dạ, thưa thầy, thế bây giờ con phải làm thế nào để khắc cái tinh này ạ? Đúng, phải tìm mọi cách để khắc cái tinh. Phải đuổi ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Càng để lâu, vận đen sẽ tích tụ càng nhiều. Dạ, vâng vâng vâng, con sẽ đuổi bà ấy đi luôn ạ. Mà tôi bảo anh, với cả sau đấy á, là phải làm lễ ngay để xua đuổi khí đen. Không thì vài ngày nữa anh sẽ gặp vận xui thôi. Thầy ơi, chuyện này thầy cứ yên tâm, thầy cứ làm lễ cho con đi ạ, con sẽ chuyển khoản cho thầy luôn ạ. Dạ vâng, con chào thầy ạ. Mẹ lặn lội từ dưới quê lên đây, anh đã không hỏi thăm mẹ được một câu, anh còn thái độ như thế với mẹ à? Thì làm sao? Bây giờ cô lại trách tôi à? Tôi đi làm mệt, mặt tôi không thể tươi cười được. Thế thôi. Nhưng đấy là mẹ của tôi, và cũng là mẹ vợ của anh, chứ có phải là người ngoài đâu mà anh cư xử như thế. Nhưng mà tuổi của mẹ cô không hợp với tôi. Anh không thấy mình quá đáng à? Ngay đến cả bố mẹ mình mà anh cũng coi là khắc tinh, là ảnh hưởng xấu đến tương lai của mình à? Bố mẹ thì cũng là con người, mà đây là mẹ của cô, không phải là mẹ của tôi. Anh... Hai đứa ơi, xuống ăn cơm đi, mẹ nấu cơm xong rồi đấy. Vâng, bọn con ra ngay đi ạ. Nghe cái giọng mà thấy ghét. Cô ra ngoài đi. Mẹ ăn hoa quả. Ừ, con ơi. Ừ, dạ. Vừa ăn cơm xong no bụng ấy, thì mẹ nghĩ rằng là con nên uống một cốc nước lọc thì nó sẽ đỡ đầy bụng. Chứ cốc nước ngọt to cái kia kìa thì sẽ đầy bụng mà không tốt cho sức khỏe đâu con ạ. Mẹ ơi, con không bao giờ uống nước lọc ạ. Con chỉ uống những nước nào mà có màu vàng, màu cam, màu nâu thôi ạ. Mệnh của con không hợp với màu trắng. Chỉ là nước thôi mà, cần gì mà phải kiêng kỵ thế hả con? Mẹ ơi, những người thường như mẹ thì không bao giờ có thể hiểu được đâu. Mẹ cứ nghĩ như thế thì những cái vận đen vận xui sẽ về với mẹ, còn những vận may nó sẽ đến với con nếu như con kiêng ạ. Con có niềm tin vào Phật như thế là tốt con ạ, nhưng mà mình cũng đừng nên tin quá là. Mẹ không biết gì, mẹ đừng có nói. Mà mẹ tính ở đây bao lâu thế ạ? Em tính giữ mẹ ở lại chơi lâu một chút, em ở nhà một mình cũng buồn nữa. Không được. Tại sao? Thì tuổi mẹ với tuổi anh không hợp với nhau, ở với nhau sẽ xung khắc, rồi sẽ tích tụ những cái vật đen, em hiểu không? Chứ không nhẽ bây giờ anh định đuổi mẹ về à? Thì đấy là việc của em. Em nói em làm cái gì? Hả? Thôi, em tự lo liệu đi. Thôi thôi thôi, mẹ xin hai đứa đừng cãi nhau. Ngày mai mẹ sẽ về. Ở dưới quê mẹ còn nhiều việc lắm con ạ. Vâng đúng rồi, mẹ về đi ạ. Dạ, con chào thầy ạ. Con là Huyền đây ạ. Tôi nhớ cô rồi. Này gọi tôi có chuyện gì thế hả? Thầy ơi, chuyện hôm trước con nhờ thầy, không biết là thầy đã bói ra chưa ạ? Chuyện đấy thì... Thầy ơi, con biết ý, là thầy thần thông quảng đại, chuyện gì thầy cũng làm được. Vì thế nên là thầy cần làm bao nhiêu lễ để đôi đấy khác nhau, con cũng đồng ý làm hết ạ. Cô đã khấn thiết như thế thì tôi cũng ban ơn ban phúc cho cô. Nhưng sẽ phải làm nhiều lễ vật lắm đấy. Mà phải đưa tiền cho tôi trước để tôi còn mua đồ. Vâng ạ, cái này con hiểu. Để con chuyển khoản luôn cho thầy nhá. Dạ vâng, con chào thầy ạ. Kiểu gì thì anh cũng là của tôi thôi. Dạ vâng, con nghe đây ạ. Sao ạ? Nghĩ là thầy bói ra cái chuyện mà vợ chồng con không có con trai,
là do chúng con cung xấu, không hợp mệnh với nhau ạ? Đúng rồi đấy con. Hồi đầu anh mới làm lễ, tôi còn chủ quan, không xem về cung vận. Giờ ngẫm mãi mới thấy không lý giải được tại sao vợ chồng anh vẫn chưa có con. Nên bây giờ tôi mới phát hiện ra. Thì thầy ơi, bây giờ con phải làm như thế nào ạ? Chẳng lẽ cả đời này con không bao giờ có con trai ạ? Không những không có con, anh còn có khả năng bị chết yếu. Số mệnh của vợ anh rất là cao. Thế nên cô ta đã hút dần sinh khí của anh. Đến khi sinh khí cạn kiệt, anh coi như cạn số. Thầy ơi, con không thể nào chết được ạ. Còn tiền tài của con nữa, con phải làm như thế nào hả thầy? Thế nên bây giờ chỉ có một cách. Cách gì ạ? Là anh phải đuổi cô ta đi, rồi đón sinh khí mới về để độ cho anh. Thầy ơi, nhưng mà sinh khí là ai mới được ạ? Ai á? Là người ở ngay bên cạnh trong công việc của anh đó. À, dạ, con hiểu rồi ạ. Nếu như là cô ấy thì con sẽ đuổi mẹ con cô ta ra khỏi nhà. Con không thể nào chết yểu như thế này được ạ. Như vậy là chắc chắn có con trai đúng không thầy? Chắc chắn. Anh lại không tin tôi sao? Thầy ơi, sinh khí của con bây giờ đang cạn dần rồi. Con sẽ nghe thầy ạ. Dạ vâng. Con ơi, có chuyện gì vậy? Anh đang làm cái gì đấy hả? Hai người cút ra khỏi nhà tôi. Đơn ly hôn tôi sẽ làm sớm nhất trong tuần này. Tôi với cô sẽ ly hôn. Anh đang nói cái gì cơ? Ly hôn là sao? Cô không hiểu tiếng người à? Tôi không muốn sống với cô nữa. Nhưng mà không thể vì chuyện ly hôn mà anh đuổi tôi ra khỏi nhà được. Long ơi, bình tĩnh đi con. Có gì thì hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau. Tại sao đùng đùng mà đòi ly dị à con? Bà là khắc tinh của tôi. Vì nể bà là mẹ của vợ tôi, tôi mới cho bà ở đây để tạm một ngày. Nhưng bây giờ tôi biết con gái của bà cũng là khắc tinh của tôi, nên không còn lý do gì hai người đây nữa. Con ơi, đừng có mê tín dị đoan nhiều như thế con ạ. Dù gì con gái mẹ cũng là vợ của con hơn 2 năm rồi con ạ. Tôi ngu dốt nên phải sống với cô ta tận 2 năm rồi. Cô ta là khắc tinh của tôi nên không thể nào đẻ cho tôi một đứa con trai. Không những thế, cô hút hết sinh khí của tôi. Cho nên bây giờ hai người cút đi trước khi mà tôi chết yểu trong cái nhà này. Anh điên rồi. Sao anh lại có thể có những cái suy nghĩ ngu dốt như vậy? Việc tôi không sinh được con là lỗi của tôi à? Còn cái việc mà anh lang trạ với thư ký ở công ty, tôi đã không thèm chấp rồi. Bởi vì tôi vẫn còn mong con người tốt đẹp của anh quay trở lại. Nhưng mà tôi không ngờ. Không ngờ gì? Cô biết thì làm sao? Tôi thích làm như thế đấy. Cô ấy là người được độ vía cho tôi, còn cô chỉ có ám quẻ thôi. Cho nên hai người cút đi. Cút! Mình đi thôi mẹ. Bà bối của anh, từ bây giờ đây sẽ là nhà của chúng ta. Em đã nói với anh rồi, là mệnh của em với mệnh của anh rất hợp nhau. Anh còn không tin em cơ. Rồi rồi, anh xin lỗi bà bối. Anh đã đuổi hai mẹ con nhà kia đi rồi. Từ giờ em đến đây, em hãy xua tan tà khí, rước lộc vào nhà cho anh nhé. Đương nhiên rồi. Và em còn xin cho anh những đứa con kháu khỉnh nữa cơ. Thật không? Thật. Mình sinh luôn nhá. Sinh luôn đi. Cô dám lừa tôi à? Lừa là lừa thế nào? Con nào mà chả là con? Anh vẫn phải chịu trách nhiệm thôi. Thầy nói cô nhất định sẽ đẻ con trai. Tại sao bây giờ cô đẻ con gái? Đến bây giờ mà anh vẫn còn tin vào mấy cái lời của ông thầy bói dởm đấy à? Ông ta bị bắt vì tội lừa đảo rồi. Lừa đảo? Tôi không tin. Anh có biết để vào được căn nhà này tôi đã đút cho ông ta bao nhiêu tiền không? Nếu như không có tiền nhét vào mồm ông ta ấy, thì không bao giờ ông ta nói rằng anh và vợ anh không hợp mệnh nhau và không đẻ được con trai. Đúng là kiếm tiền dễ thật. Thế nhưng mà của thiên thì cũng trả địa. Cô nói cái gì cơ?
vợ cũ của anh lại đến có việc gì kìa? Hôm nay tôi đến đây là có việc muốn thông báo với chồng cũ của tôi. Việc gì? Anh tự mà xem đi. Tôi muốn thông báo cho anh biết về đứa con ở trong bụng của tôi. Tôi với anh đã ly hôn từ lúc tôi mang thai. Thế nên là sau này anh sẽ không có quyền nuôi nó đâu. Nhưng mà anh vẫn phải có trách nhiệm chu cấp cho nó cho đến khi nó đủ 18 tuổi. Trang ơi, em đẻ con trai à? Trang ơi, hãy tha lỗi cho anh. Anh biết lỗi rồi, anh cầu xin em ấy. Hãy tha thứ cho anh được không? Quá muộn rồi. Tôi không thể tha thứ cho ngày hôm đấy, những gì mà anh đã đối xử với tôi được. Tôi cho anh nhận con là bởi vì không muốn nó sinh ra mà bị người khác khinh thường là trẻ không có bố. Tất nhiên là anh vẫn có thể gặp nó, nhưng mà anh sẽ không có quyền can thiệp vào cuộc sống của nó đâu. Đây là hậu quả mà anh phải chịu vì những lỗi lầm ích kỷ của mình gây ra đấy. Anh Long ạ. Ok. Sao?